Đúng Chào rồi, anh Thái tôi Quang. anh tìm hiểu anh biết mà. Ok, xin chào Thơ. Chào anh Thái Quang, xin chào tất cả anh chị em trong diễn đàn. Cái chủ đề hôm nay đúng bức xúc, anh cũng bức xúc mà anh nói hết trơn rồi. Nói chung là anh nói hoàn toàn là hợp lệ, đi đúng cái trọng tâm trọng điểm này luôn. Về cái vụ đó em cũng cảm thấy là băn khoăn, kéo nhau đi về đông như vậy. Thì em cũng muốn chia sẻ thêm một số cái điểm thôi. Là cái thứ nhất đó, đối với những người đó thì của em đối với cái đầu tiên đó, em nhận xét đó là họ thiếu hiểu biết. Dạ em chào anh Long Thủy. Cái thứ nhất là yếu tố thiếu hiểu biết. Thì tại sao em nói vậy? Thì dựa vào cơ sở cái thứ nhất đó, và em khẳng định luôn là khi ở lại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai á, thì những người đó sẽ được tiêm vaccine là một cái điều đầu tiên. Vì khi ở địa về địa phương á, ví dụ như ở dưới chỗ em đây là bây giờ em chưa được chích mũi nào luôn, kể cả bất cứ một loại vaccine nào là em chưa được chích. Thì khi về thì những người đó sẽ, ví dụ như ở thành phố đã được chích mũi một rồi, thì tới thời hạn mà chích mũi hai ở địa phương chưa có thì cũng không thể nào mà chích được. Thì như thế là không có đảm bảo cho cái sức khỏe của những người đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái khả năng lây lan dịch bệnh cao, hàng trăm hàng ngàn người về như vậy. Em chưa nói tới là về tới gia đình, mà trên đường đi thôi là có khả năng lây chéo lẫn nhau, Đúng rồi. là điểm rồi. Tới khi về gia đình rồi họ hàng, mà cái đặc điểm là ở dưới quê này thì về thì con cháu này kia thì chú bác cô gì thì cũng tới thăm thăm hỏi này kia nói chuyện, thì vô tình nếu trong cơ thể mình mang mầm bệnh bệnh thì mình sẽ lây cho cái họ hàng, người nhà của mình, gia đình của mình. Và cái điểm thứ ba, trong cái quá trình mà lây bệnh đó, thì anh cái phân tích cái điểm này là em cũng hoàn toàn đồng ý, là cái y tế thật sự luôn không thể nào mà bằng ở thành phố Hồ Chí Minh là số 1 rồi, thì Bình Dương, Đồng Nai cũng vậy. Và tất cả những cái lực lượng mà có kinh nghiệm nhất, gọi là đứng đầu của Việt Nam hiện nay, là đang ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng y bác sĩ đó, là họ là những người tiên tiến, có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái việc điều trị Covid. Thì ở một cái nơi được được chúng ta được chăm sóc sức khỏe, có những đội ngũ y bác sĩ dày dặn kinh nghiệm như vậy, thì chúng ta không ở đó mà chúng ta đi về. Và cái điểm thứ ba nữa là cái thiệt hại đối với bản thân, đối với cái công ăn việc làm. Bây giờ anh làm cho công ty bao nhiêu năm đó, về đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội các kiểu, và cái phúc lợi của cái thâm niên làm trong công ty, bây giờ anh nghỉ ngang, nghỉ không có lý do luôn. Cái này là vừa mới hết giãn cách anh tự động đi về, thì công ty buộc phải giải quyết cho anh nghỉ không có lý do. Thì tất cả những cái quyền lợi của anh bao nhiêu năm cống hiến thì bị cắt. Sau này ví dụ có đi lại làm lại thì cũng là cái con người công nhân mới, thì có phải là thiệt thòi, là thiệt thòi cho bản thân mình hay không? Đó là ba cái điểm đó. Và cái điểm thứ tư nữa thì theo em á, là khi về tới địa phương sẽ không có công ăn việc làm. Thì không có công ăn việc làm á, thì phát sinh cái vấn đề gì? Phát sinh cái vấn đề tệ nạn. Tệ nạn thì đó là một cái gánh nặng cho địa phương nữa. Và tiếp theo, khi những đã không có công ăn việc làm mà ở trên thành phố Bình Dương, Đồng Nai, ở các tỉnh trên ở đó người ta, thì đặt ngược lại tại sao lại phải đi về, trong khi dịch không phải là mới 1-2 ngày ở Bình Dương, ở Đồng Nai, ở thành phố đó, mà đã 4 tháng nay thì không một trường hợp nào chết đói. Đấy, không một trường hợp nào chết đói. Chết vì dịch bệnh là có, thì tại sao lại lấy một cái là tưởng tượng là nếu không về thì sẽ chết đói, và một cái đã có trước mắt là dịch bệnh thì chết thật, thì một cái mà tưởng tượng nó ở thì tương lai, đoán là có thể là có ở trong tương lai thì lại sợ, nhưng mà khi cái dịch bệnh thì lại không sợ. Thì vô tình khi đi về như vậy, lây lan cho bản thân, gia đình, lây chéo lẫn nhau trên quá trình đường đi về, và về gia đình thì lây cho gia đình mình. Cái đó tại sao không chợ, không suy nghĩ? Đó là ở cái khía cạnh đầu tiên, là em đánh giá ở thiếu hiểu biết
và nêu ra bốn cái điều lợi nếu ở lại ở các cái tỉnh như là Bình Dương, Đồng Nai và thành phố. Còn bên cạnh đó, cái tác hại của nó thì khi đi về là không được chích vaccine. Cái thứ hai á là khả năng lây lây chéo lẫn nhau rồi mang mầm bệnh về gia đình. Cái thứ ba nữa, công ăn việc làm thì mất hết tất cả các cái phúc lợi. Sau này quay trở lại làm việc thì anh phải là người công nhân mới, thì mất đi cái thâm niên, mất đi cái sự cống hiến, mất đi cái sự ghi nhận của công ty đối với bản thân anh có cái sự cống hiến trung thành đối trung tâm đối với công ty. Đó là anh đánh giá, người ta đánh giá anh là vô ý thức tổ chức kỷ luật, thì cái khả năng mà người ta cất nhắc đối với anh á, về lương bổng này kia các cái điều kiện khác thì sẽ thấp đi. Là và vô vàn cái điều mà nó bất cập khác thì tại sao lại đi không làm đó mà lại tự ý và vô ý thức tổ chức kỷ luật như vậy, và đồng thời khi về như vậy á thì sẽ gây cái áp lực rất nặng lên cho cái địa phương của những cái người công nhân này khi đi về. Đấy. Và cái yếu tố thứ hai thì em đánh giá họ là bị ảnh hưởng bởi những cái thành phần xấu truyền bá cái tư tưởng là quấy phá đất nước chúng ta, cụ thể như cái diễn đàn của thằng Trương, thằng Huy Nghiệp, thằng Tân Thái, Ban Trương. Đấy, nó nói ra rả rất là vô lý, nhưng mà qua cái đợt dịch này thì em mới thấy được á, là những cái ý mà nó muốn truyền đạt á, là có cái ảnh hưởng nhất định đối với những người thiếu hiểu biết và đối với đặc biệt là những người lao động của chúng ta ở trong cái vùng dịch, và bằng một cái lý lẽ cực kỳ là vô lý luôn mà vẫn cứ tin nếu mà ở lại đó là chết đói. Vậy thì 4 tháng qua chưa một người nào chết đói nhưng lại tin đó. Còn ví dụ như anh em chúng ta nói nếu mà đi về như vậy sẽ lây lan dịch bệnh và sẽ gây chết rất là nhiều người thì lại Không không tin tin. đó, rất cực kỳ là vô lý đúng không? Thì có phải là do một là cái thứ nhất là thiếu hiểu biết, cái thứ hai nữa nghe những cái thành phần đó nó nói nhiều quá đấy, và đặc biệt là những cái đó thì lại được truyền bá rất là rộng rãi nha. Đó, một thằng xấu có thể lôi ra một chục thằng xấu theo, nhưng mà một người tốt thì không thể nào, rất là khó kéo được một cái người mà từ người xấu trở thành người tốt được, và cái điều này là một cái thực tế mà chúng ta phải công nhận là như vậy. Đấy. Thì tiếp đến là em bàn tới cái việc mà bị những cái kẻ xấu đó lợi dụng thì ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta. Thì như vừa rồi á, các cái bài đăng ở trên tường của anh á, là cũng thông báo là các cái hãng sản xuất lớn ở trên thế giới họ rút chân từ Trung Quốc và chuyển hướng qua chúng ta để đầu tư. Đấy. Đó là một cái tín hiệu đáng mừng trong cái sự suy thoái của toàn thế giới, và đó là một cái tín hiệu rất đáng mừng đối với Việt Nam chúng ta. Chúng ta thu hút được, chúng ta có cái uy tín để cho các nhà đầu tư có niềm tin để mà chuyển hướng đầu tư vào cái đất nước ta, thì giải quyết được rất nhiều lao động cho trong nước. Thì cái cuộc sống của chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn, người dân có nhiều cái sự lựa chọn hơn, và cái công ăn việc làm cũng như là cái đồng lương sẽ được cải thiện lên dần dần. Có cái sự cạnh tranh với nhau thì đồng lương buộc phải có cái sự nâng lên để thu hút cái người lao động vào phục vụ cho công ty mình, thì các nhà đầu tư họ sẽ có cái bước đó. Thì từ chỗ đó thì cuộc sống của chúng ta là được thoải mái. Và cái tin mừng đó thì vừa mới mấy ngày ở đây thôi, thì tới ngày hôm qua đó thì lại kéo hàng trăm người về như vậy. Thì đối với đặt trường hợp anh là cái nhà đầu tư, khi anh nhìn thấy những cái cảnh như vậy thì trong lòng của anh phải nghĩ như thế nào? Đấy. Thì là đang bô tiếp tay cho những cái thành phần chống phá đất nước đó, làm bôi xấu cái hình ảnh của đất nước, làm cho nhà đầu tư họ phân vân, họ lo lắng, họ suy nghĩ, họ đắn đo. Và thật sự cái điểm quan trọng nhất là chưa một ai chết đói, nhưng mà khi hỏi thì cái lý do là ở lại em sẽ chết đói, em phải về thôi,
Chết đó Cay rồi, nhất. mà chết đó mà vô nhà mở ra nguyên kho gạo. Mà cay nhất là cái lý lẽ này đó anh, thôi qua. Thật sự luôn. Đấy. Và em thích nghĩ là nó có sự xúi dục kích động ngấm ngầm của một số thành phần ở trong nước này, chứ không phải đơn thuần là chỉ nghe những cái diễn đàn đó không thôi, mà có một số tay á, nó ngấm ngầm, nó kích động, nó lôi kéo. Đấy. Nó lôi kéo, nó tạo ra như vậy. Và đặc biệt là các cái trang mà chống phá đất nước chúng ta là anh thấy nó vui mừng, nó hớn hở, nó làm như nó bắt được vàng, Đúng rồi. đăng bài giật tít các kiểu. Nói chung là cái vấn đề này thì em cũng bức xúc. Em coi từ đầu thấy anh cũng bức xúc cái vấn đề. Thật sự là anh em người dân của mình á không có suy nghĩ chín chắn cái điều lợi điều hại, cái nào là lợi mà cái nào là hại. Cứ làm như vậy á, cái hậu quả thì bản thân mình lãnh thôi chứ không có ai lãnh. Đấy. Và khi cái làm bôi xấu cái hình ảnh của đất nước đi như vậy á, thì nhà nước thiệt hại một thì người dân thiệt hại tới 10. Đúng rồi. Và vô tình đã tiếp tay cho những cái thành phần đó làm cho đất nước chúng ta suy kiệt. Thì đất nước suy kiệt thì người dân phải chịu thôi, chứ giờ mà ai chịu bây giờ. Đấy. Tin vào cái bánh vẽ mà không có suy nghĩ, là không có giữ những cái gì mình đang có, người ta gọi là thả mồi bắt bóng, hái trăng ở dưới ao là như vậy. Mà theo em phần nhiều đó là do thiếu hiểu biết thôi, rồi cộng theo những cái lời bơm thổi của những cái thành phần xấu nữa thì thành thử ra là kích động. Đấy. Ở đây chính quyền các cấp kêu gọi, mời gọi các anh em anh chị công nhân ở lại thành phố, ở lại Bình Dương, ở lại Đồng Nai, họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho những trường hợp khó khăn. Lời hứa của cái chính quyền địa phương cũng như là toàn cái hệ thống chính trị trong nước chúng ta luôn, đảng nhà nước chúng ta luôn, chứ không phải là ở mỗi cái địa phương Đồng Nai, thành phố hay là Bình Dương đâu, đều như vậy. Cái thứ nhất là họ giữ lại đó là để bảo vệ sức khỏe cho những người đó. Cái thứ hai nữa, tạo cái công ăn việc làm cho những người đó. Cái đỉnh nó đi qua rồi, đỉnh đi qua rồi, có thể là ở một cái mức độ nào đó tạo công ăn việc làm để chúng ta có tiền lương để nuôi sống được bản thân, giúp đỡ được gia đình, nuôi con cái. Những cái mà việc làm của chính quyền địa phương, của đảng, của nhà nước như vậy, chúng ta không tin, không nghe mà chúng ta lại kéo nhau đi về quê. Em nói thẳng luôn, về quê bây giờ ở đâu cũng khó khăn hết luôn. Mà ở quê vốn đã không khá giả rồi, bây giờ còn thêm gánh nặng nữa. Những người đó đã hết tiền rồi, bây giờ trong người những người đó là hết tiền rồi, còn về nữa thì thêm cái gánh nặng cho gia đình. Cái việc ăn uống của hai vợ chồng với hai đứa con này kia nữa cũng là một vấn đề chứ không phải là không. Mà cứ nghe xúi giục, nghe bơm thổi ra là cứ kéo về thôi. Thay vì ở lại đó thì có công ăn việc làm, thì có đồng lương, thì có đồng ra đồng vào đó thì nuôi sống được bản thân rồi. Ví dụ như là 1 2 tháng đầu chưa giúp đỡ được ai, nhưng mà từ bản thân mình á, là không không là gánh nặng cho gia đình, không là gánh nặng cho địa phương rồi. À, cứ như như vậy là em thấy là rất là buồn. Đang suy nghĩ á, thì nên quyết định ở lại để tiếp tục cống hiến cái sức lao động của mình cho công ty, cho doanh nghiệp. Đấy. Và đặc biệt đó, đối với những cái người người mà
các nhà đầu tư á, họ sẽ rất trân trọng cái lòng trung thành đó của anh. Và em thích nghĩ là chắc chắn là sẽ có những cái sự tưởng thưởng xứng đáng cho những cái người ở lại để cống tiếp tục cống hiến cho công ty, và tạo rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi khác. Đấy, trong những cái lúc khó khăn chúng ta cùng chung tay với công ty thì có lúc mà có được cái lợi ích thì công ty sẽ không có quên chúng ta được. Còn trong lúc khó khăn chúng ta quay lưng bỏ đi thì khi quay trở lại thì người ta sẵn sàng, có thể là người ta không nhận, người ta tuyển một người mới chứ người ta sẽ không tuyển lại anh làm vào làm, vì anh không có cái sự trung thành, anh không có cái trách nhiệm. Thì qua cái chủ đề đó thì em muốn chia sẻ như vậy thôi. Em hoàn toàn nhất trí với cái ý kiến của anh, và nói chung anh đi thẳng trọng tâm trọng điểm và phân tích rất là chi tiết cái lợi cái hại ở trong đó. Thì em cũng mong là mọi người nghe và thấu hiểu, chúng ta suy nghĩ chín chắn hơn trong khi quyết định nghe tin bất cứ một người nào, ta phân tích được cái lợi cái hại ở trong đó để mà có những cái quyết định đúng đắn để đảm bảo cái cuộc sống của bản thân mình và tạo nhiều cái lợi ích hơn cho cái xã hội. Em xin chào anh Ok thôi. mọi người. À, cảm ơn thân nha.